Thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui hôm nay âm thanh Đức Hạnh lại trở lại với clip giới thiệu sản phẩm mới về tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Hôm nay âm thanh Đức Hạnh về được 2 cặp loa. Cặp thứ nhất, âm thanh Đức Hạnh giới thiệu Fuller CS755. Loa hình thức rất đẹp. Bát 30. Một chung một tép. Cặp thứ hai, Bueller S180 ba la mã. Hàng đẹp xuất sắc. Còn rất đẹp. Và tiếp theo đó, một chiếc đầu đĩa Soli mã số 338 ESD. Và chiếc âm ly Sansui 607 XR. Tiếp theo đó là hai âm ly The Long PMA 1000G. Hàng còn đẹp xuất sắc. Chi tiết về sản phẩm, quý vị có nhu cầu liên hệ điện thoại theo số điện thoại 0948 403 966. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Bên cửa hàng còn rất nhiều sản phẩm. Quý vị nhớ nhấn nút đăng ký dưới các clip của âm thanh Đức Hạnh để được cập nhật những thông tin mới nhất mới về tại cửa hàng. Âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn giới thiệu những cặp loa mới về tại cửa hàng. Mọi chi tiết về sản phẩm, quý vị hãy liên hệ theo số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ âm thanh Đức Hạnh, cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các bài test gửi. Quý vị và các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.